Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Chức Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái sàn có tên là HBTC. Khi mà các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được 2.000 Troy. Và mỗi một lần giới thiệu thì các bạn sẽ nhận được 2.500 Troy này các bạn này. Và giá trị dự kiến cho 2.000 Troy này là 10 USD nha các bạn. Ok, ở đây cái điều kiện mà chúng ta có thể tham gia là chúng ta đăng ký này và xác minh KYC Level 2. Và các bạn sẽ thực hiện một cái lệnh mua bán tối thiểu ở cái đồng coin Troy này ở trên cái sàn HBTC nhé. Như vậy thì cũng khá là đơn giản thôi để chúng ta có thể tham gia. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể đăng ký và KYC từ cái sàn HBTC này. Đây là cái giao diện để chúng ta có thể đăng ký này. Các bạn có thể đăng ký bằng số điện thoại hoặc là email. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn email nhé. Bạn nhập email này. Sau đó các bạn nhập mật khẩu cho mình. Các bạn nhập lại mật khẩu này. Sau đây các bạn nhấn vào phần gửi mã xác minh. Gửi mã xác minh các bạn kéo captcha này cho mình này. Ok, thì các bạn sẽ check cái email để có thể nhận cái mã xác minh nhé. Mã xác minh nó sẽ nằm ở bên cái mục phần quảng cáo ấy các bạn check kỹ email nhé. Các bạn mở ra, các bạn sẽ copy này, copy và các bạn sẽ paste vào phần mã xác minh. Sau đó các bạn tích vào tôi đồng ý với các điều khoản và thỏa thuận này. Sau đó các bạn nhấn đăng ký cho mình nhé. Ok, sau đây các bạn đăng nhập vào luôn. Ở đây thì nó tự động đăng nhập vào bởi vì chúng ta đã lưu sẵn thông tin ở trên đấy rồi. Ok, đây chính là cái giao diện khi mà các bạn đăng nhập vào. Và cái điều chúng ta cần làm là các bạn sẽ phải ấn vào phần trung tâm người dùng cho mình, user. Đấy, và chúng ta sẽ phải KYC tài khoản. Chương trình này nó sẽ kết thúc vào ngày mùng 5 tháng 6 nha. Như vậy là chỉ còn khoảng tầm 5 ngày nữa thôi. Ở cái phần KYC ấy, thì các bạn ấn vào phần xác minh ID này. Ở cái phần điền thông tin KYC thì các bạn sẽ đầu tiên các bạn chọn quốc gia của mình này. Ủa, đừng bảo không có Việt Nam nhé. Đây, có Việt Nam các bạn chữ tìm kiếm ở trên đấy. Các bạn điền họ này. Và tên, bao gồm cả tên điện nữa nhé. Ok, các bạn ở đây có sự lựa chọn này, bằng lái xe này, passport này, hộ chiếu ấy và chứng minh nhân dân. Nếu bạn nào mà sử dụng chứng minh nhân dân thì các bạn sẽ sử dụng ID card này. Điền thông tin xong các bạn nhấn gửi cho mình nhé. Đấy. Được. Xong rồi á? Ủa? Chúng ta không phải ấy à? What the hell? Để mình xem nào. Xác minh KYC bước 2. Chắc là nó sẽ không đơn giản như thế đâu. Ok, đây chúng ta nhấn tiếp tục này. Ok, ở đây thì các bạn selfie. Một bức ảnh selfie bao gồm tên này, tên sàn HBTC và exchange này, ngày 5, ngày tháng 5 ở phía dưới này. Tên của bạn này, HBTC exchange này, ngày tháng 5 ở phía dưới. Sau đây các bạn gửi đấy, và một cái ảnh mặt mặt trước của chứng minh nhân dân của các bạn tải lên rồi đây, ấn vào đây. Đây mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn nhé.
Đấy. Và các bạn upload một ảnh tiếp theo. Các bạn up cái ảnh selfie lên đây nhá. Selfie dạng như thế này. Tài liệu và ghi đây. Sau đó các bạn nhấn gửi. Ok. Và các bạn chờ nó xét duyệt. Thì còn một phần nữa rất là quan trọng để chúng ta có thể nhận thưởng ấy. Đấy là các bạn sẽ phải thực hiện tối thiểu một giao dịch mua hoặc là bán Troy này. Ok. Thì các bạn có thể deposit ở đây thì mình sẽ xem là cái đồng Troy này giao dịch theo cái cặp nào nhá. Đây. Đồng Troy hiện tại đang có cái giá là, em xem nào, sàn nó hơi láng một chút nhỉ. Ở cái phần điều kiện để chúng ta có thể mua đồng Troy ấy, thì các bạn đầu deposit có thể deposit tối thiểu là 1 USDT lên sàn. Và các bạn sẽ mua theo cặp giao dịch là Troy và USDT cho mình nhé, để các bạn có thể nhận được lượt giới thiệu, nhận được cái token nó sẽ trả về cho chúng ta. Đấy. Mình xem nào. Cái USDT tối thiểu deposit là bao nhiêu. Đây. Các bạn có thể gửi 1 USDT lên và giao dịch theo cặp USDT và Troy để các bạn có thể nhận được phần thưởng nhé. Đây là cái địa chỉ các bạn nhận này. Và số tiền ký gửi tối thiểu là 1 USDT luôn. Các bạn sẽ gửi, có thể gửi 1 USDT lên để các bạn có thể giao dịch và nhận được cái phần thưởng từ cái chương trình Aerob của thằng này nhé. Đấy, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về chương trình Aerob của sàn HBTC. Các bạn đăng ký và nhận được 2.000 Troy. Và mỗi một lần giới thiệu thành công, các bạn sẽ nhận được thêm 2.500 Troy nữa. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin và thật nhiều tiền. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.